một sóng cơ lan truyền từ nguồn O đến điểm M cách O một đoạn ít mét, tính vận tốc tiền sóng. Câu A, UM bằng 8 cos 3 pi t trừ 5 pi x phần 3 cm. Câu B, UM bằng 9 cos 5 pi t trừ 10 pi x phần 7 cm. Giải câu A, ta có tần số F bằng omega chia 2 pi bằng 1,5 hẹn. Độ lệch pha delta phi bằng 2 pi x chia lambda bằng 5 pi x phần 3. Ta suy ra được lambda bằng 1,2 m. Vậy vận tốc truyền sóng V bằng lambda nhân F bằng 1,8 m trên giây. Câu 2, hai nguồn kết hợp AB dao động với tần số F bằng 40 Hz. Điểm M đang dao động cực đại, tính vận tốc truyền sóng. Câu A, MA trừ MB bằng 14 cm. Giữa M và đường trung trực có 4 đường cực đại. Câu B, MA trừ MB bằng 20 cm. Giữa M và đường trung trực có 7 đường cực đại. Giải câu A, ta có MA trừ MB bằng 4 cm. Suy ra được MA trừ MB chính là K lambda do M nằm trên đường cực đại. Và suy ra được K lambda bằng 14. M nằm trên đường giữa M và đường trung trực có 4 đường cực đại, tức là M nằm trên đường cực đại thứ 5, tức là K bằng 5. Ta suy ra được là 5 lambda bằng 14, tức là lambda bằng 2,8 cm. Vậy vận tốc truyền sóng V nó bằng lambda F bằng 112 cm trên giây. Câu 3, mạch dao động LC có điện dung C thay đổi, độ từ cảm L bằng 5 micro Henry, tính độ điện dung C. Câu A là cái bước sóng lambda nó nằm trong khoảng là 12 pi đến 210 pi, đơn vị là mét, này là mét. Câu B là bước sóng nằm trong khoảng là 15 pi đến 270 pi, đơn vị là mét, lambda đơn vị là 215 pi thì gì là mét và 270 pi thì gì là mét. Bên đây lambda là 12 pi thì gì là mét và 210 pi thì gì là mét. Giải. Ta có lambda thì nó bằng là V nhân cho chu kỳ T. Lambda là quãng đường bằng V nhân T. V là đây là C nhưng là vận tốc ánh sáng 3/8. Chu kỳ T là 2 pi căn là C. Từ đây ta suy ra được điện dung C nó bằng lambda bình chia cho vận tốc là C nhỏ bình nhân cho 4 pi bình L. Ứng với lambda là 12 pi đơn vị là mét, ta thấy vô ta sẽ tính được C. Và ứng với lambda là 210 pi đơn vị là mét, thấy vô ta tính được cái C. Vậy điện dung C đã nằm trong khoảng là 0,32 nanofarad đến 980 nanofarad. Câu 4, mạch RC mắc nối tiếp có hiệu điện thế U bằng 200 cos 100 pi t trừ pi trên 2 đơn vị là volt, tính công suất tiêu thụ B. Câu A, cường độ dòng điện Y bằng 3 cos 100 pi t trừ pi trên 6 ampe. Câu B, cường độ điện Y bằng 5 căn 3 cos 100 pi t trừ pi trên 3 ampe. Giải, ta có độ lệch pha phi bằng phi U trừ phi Y thì nó bằng là trừ pi trên 3. Công suất B nó bằng UY cos phi thì U ở đây là 200 phần căn 2, Y đây là 3 phần căn 2 và cos phi là cos của trừ pi 3 thì ta tính được công suất tiêu thụ là 150W. Câu 5, một con đất đơn có chiều dài L dao động tại nơi có giao tốc tổng trường R bằng 9,8 m trên giây bình phương. Khi đặt con lắc trên tầng thang máy đang chuyển động chậm dần đi xuống, với giao tốc A, tính chu kỳ dao động của thang của cái con lắc lúc này. Câu A là chiều dài L là 70 cm và thang máy đang chuyển động chậm dần đi xuống với giao tốc A bằng 0,2 R. Câu B là L là 80 cm và thang máy đang chuyển động chậm dần đi xuống là A bằng 0,3 R.
Giải câu A. Ta có R hiệu dụng bằng R cộng A. Do thang máy chuyển động chậm dần đi xuống thì R hiệu dụng bằng R cộng A bằng 11,76 mét tinh nhìn phương. Vậy chu kỳ T nó bằng 2π căn bậc 2 của L chia R hiệu dụng thì nó bằng 1,53 giây. Câu 6. Một con lắc đơn có chiều dài L dao động tại nơi có gia tốc trung tầng R bằng 9,8 mét nhìn phương. Khi đặt con lắc trên tầng thang máy đang chuyển động chậm dần đi lên, đây là chậm dần đi lên, với gia tốc A tính chu kỳ tự động của lắc vào thời điểm này. Câu A là L là 70 cm và thang máy chuyển động chậm dần đi lên với gia tốc A bằng 0,2 R. Câu B chiều dài L là 80 cm và thang máy chuyển động chậm dần đi lên với gia tốc A bằng 0,3 R. Giải. Do thang máy chuyển động chậm dần đi lên, ta có gia tốc R hiệu dụng bằng R trừ A thì nó bằng 7,84 mét trên nhìn phương. Vậy chu kỳ T nó bằng là 2π căn bằng 2 của L chia R hiệu dụng bằng 1,88 giây. Câu 7. Con lắc đơn có chiều dài L dao động tại nơi có giao tốc tổng tường R bằng 9,8 m trên phương. Khi đặt con lắc trên trần thang máy đang chuyển động nhanh dần đi xuống, đây là nhanh dần đi xuống, với giao tốc A tính chu kỳ T. Câu A là L 70 cm và thang máy chuyển động nhanh dần đi xuống A bằng với giao tốc A bằng 0,2 R. Câu B chiều dài của con lắc L là 80 cm và thang máy chuyển động nhanh dần đi xuống với giao tốc A bằng 0,3 R. Giải. Câu A. Do thang máy chuyển động nhanh dần đi xuống nên R hiệu dụng bằng R trừ A bằng 7,84 mét trên nhìn phương. Vậy chu kỳ T nó bằng 2π căn bậc 2 L chia R hiệu dụng bằng 1,88 giây. Câu 8. Con lắc đơn có chiều dạng L dao động tại nơi có gió tốc tường R 9,8 mét nhìn phương. Khi đặt con lắc trên trần thang máy đang chuyển động nhanh dần đi lên, đây là nhanh dần đi lên, với gió tốc A tính chu kỳ của lắc vào thời điểm này. Câu A là L bằng 70 cm và gió tốc A thang máy chuyển động nhanh dần đi lên với gió tốc A là 0,2 R. Câu B là 80 cm và thang máy chuyển động nhanh dần đi lên với tốc A 0,3 R. Giải. Ta có R hiệu dụng bằng R cộng A do thang máy chuyển động nhanh dần đi lên thì R hiệu dụng bằng R cộng A bằng 11,76 mét trên phương. Vậy chu kỳ của nó T bằng 2π căn bậc 2 của L chia R hiệu dụng bằng 1,53 giây. Câu 9. Chiếu một chùm tia tới với góc tới y từ không khí vào chất lỏng có chứa sức N thì tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau tính góc tới y. Câu A là chất lỏng có chứa sức N là 1,3. Câu B chất lỏng này có chứa sức N là 1,7. Giải. Ta có R cộng y phẩy bằng 90 suy ra R cộng y cũng bằng 90 do y bằng y phẩy. Vậy thì R lúc này nó bằng 90 trừ y. Theo định lực khúc xạ ta có sin y bằng n sin r. Sin y thì bằng n sin r mà r ở đây là sin r thì bằng sin của 90 trừ y tức là cos y. Vậy ta có là sin y bằng n cos y tức là tan y nó bằng n tức là tan y bằng 1,3. Tóm xếp tan này ta để suy ra được y nó bằng 52,43 độ. Câu 10. Một lăng kính có góc chiếu quang A chiếu một chùm tia tới y thì tia ló góc lệch của tia ló là đây min nó bằng góc chiếu quang A tính A. Câu A là lăng kính có chiếu sức N bằng căn 2. Câu B lăng kính có chiếu sức N bằng căn 3. Giải. Câu A. Khi mà góc lệch đây min thì
y nó sẽ bằng y phẩy và r bằng r phẩy nó bằng 0,5a. D min thì bằng 2y trừ a, từ đây ta suy được y bằng a. Ta có định lực khúc xạ sin y bằng n sin r. Sin y thì nó bằng là nó, tức là nó bằng sin a do y bằng a. N sin r, sin r tức là sin của 0,5a. Thì ta có sin a thì bằng 2 lần sin a trên 2 cos a trên 2, và ta đơn giản thì ta sẽ có được là 2 lần cos a trên 2 bằng căn 2. Ta suy ra được là a nó bằng 90 độ. Vậy a là 90 độ. Câu 11. Khi chiếu một chùm bức xạ của sóng lambda vào cathode tế bào quang điện thì bề mặt của tế bào quang điện, bề mặt cathode nó có cái công suất đạt công suất là 12 microwatt. Tính số photon đập vào cathode trong thời gian T. Câu A là bức sóng lambda đây là 0,3 micro và trong thời gian là 1 phút. Câu B là bức sóng lambda đây là 0,4 micro và trong thời gian là 2 phút. Giải. Ta có số photon đập vào cathode trong thời gian T á, thì nó bằng là N nó bằng là lambda nhân cho công suất B chia cho CH. Thì lambda là 0,3 micro, đó là mét là 0,3 nhân 10^6. Công suất B là 12 microwatt, đó là watt là nhân 10^6. C là vận tốc ánh sáng 3 nhân 10^8, H là hằng số lăng 6,625 nhân 10^4. T là 1 phút, ta đổi là giây là 60, thì ta tính được số photon đập vào cathode trong thời gian T là 1 phút, ở đây nó bằng là 18 nhân 10 mũ 12 photon. Câu 12. Chất phóng xạ boroni 218 tư có chu kỳ bắn rã là 139 ngày. Boroni phóng xạ alpha và tạo thành chì 20682. Tại thời điểm khảo sát, tỷ số giữa hạt chì và hạt boroni là ít, xác định tuổi của cái mẫu boroni này. Câu A là tỷ số giữa hạt chì và hạt boroni là 15. Đây là hạt boroni còn lại đấy. Câu B là tỷ số giữa hạt chì và hạt boroni tại điểm khảo sát, tức là boroni còn lại là 24. Giải. Câu A. Ta có số hạt boroni còn lại N nó bằng N0 nhân cho 2 mũ trừ tia nhỏ tia lớn. Số hạt boroni bị phân rã. Số hạt boroni bị phân rã chính là số hạt chì sinh ra. Thì số hạt boroni bị phân rã là delta N, nó bằng là số hạt ban đầu trừ cho số hạt còn lại. Số hạt ban đầu là 0 trừ số hạt còn lại N, thì nó sẽ bằng là delta N lúc này nó bằng N0 nhân cho 1 trừ 2 mũ trừ tia nhỏ tia lớn. Vì tỷ số giữa cái hạt boroni, tỷ số hạt chì và hạt boroni vào thời điểm khảo sát, tức là thời điểm hạt boroni còn lại là 15, thì ta có delta N nó bằng là 15, hạt còn lại là N0 nhân 2 mũ trừ tia nhỏ tia lớn. Từ đây ta sẽ suy ra được là 2 mũ trừ tia nhỏ, 2 lũy thừa tia nhỏ tia lớn trừ 1 nó bằng 15. Thì ta dễ dàng ta sẽ suy ra được tia nhỏ. Tia nhỏ thì nó bằng là T lớn nhân cho loga cơ số 2 của 16, tức là nó bằng là T nhỏ đây nó bằng là 556 ngày.